Hey, video này tôi hay xem Bruno như âm thanh gây ưu phiền. Nên đôi khi bên ta tôi nghe chúng ta tự ông được câu chuyện. Vài ba lời buông lơi nghe như ai đánh rơi vài hạt cát. Nhiều năm điều hoang mang như tay ương ngay bên mình. Chả anh quan tâm hay yêu thương luôn luôn xem mông như vô hình. Một hai câu tin chỉ khi nghe sẽ sống trong lo sợ mai. Có biết đâu đúng sai.